này là làm em bé nữa. This is a little baby. Em bé nằm xuống, em bé nằm xuống là ngủ đi hả? Cái gì? Em bé không đi được, em bé nằm nào, em bé không đi được cô chú ơi. Em bé mày ngủ, em bé ngủ nè, ngủ bé ngủ. Goodbye baby. Em bé vui, em bé cười. Em bé khóc làm sao? 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 Em bé đâu có đi, chưa biết đi mà. Em bé chưa biết đi, ngồi im đây. Em bé không biết nói chuyện luôn. Em bé có biết nói chuyện không? Hả? Em bé có biết nói chuyện không? Hả? Không nói được. Em bé này xạo sự lắm á. Em bé uống sữa không? Mẹ uống sữa không? Thôi em sẽ uống sữa. Uống sữa không? Ừ, bé đâu nói chuyện được. Ừ, bé chạy gật đầu thôi. Em bé vậy hả? Sao nó biết em bé không có nói được? Em bé chỉ gật đầu và làm hành động thôi. Trời ơi, tôi sợ cái con này bá đi thôi. À bây giờ nằm xuống đây nè. Bây giờ nằm xuống mày cho em bé uống sữa nha. Nằm xuống. Là dạ đó. Rồi bây giờ mày cho em bé uống sữa nha. Rồi đây em mẹ cầm cho. Em bé đâu có cầm được đâu. Không biết mẹ cầm cho. Em bé uống sữa đó cô chú. Cho em bé uống sữa chưa? Đó, em bé thở nhẹ. Ngoan nha, ngoan là thương nha. Thương bé quá. Đóng vai em bé diễn đạt lắm. À bây giờ em bé muốn gì? Hả? Em bé ngon không? Em bé ngon không? Em bé gật đầu coi có ngon không? You gotta burp the baby. Oh, gotta burp the baby. Rồi em bé uống xong á là phải làm cho em bé ở. Em bé nằm xuống, ngồi xuống đây. Dịch dưới đây, đừng. Mẹ làm cho em bé ở nha. Đó, chừng này em bé ở, em bé nói mẹ nghe nha. Ở chưa? Bây giờ đi đâu á? Giờ đi đâu á? Hả? Giờ bé đâu bé? Bộ bé chưa biết đi mà. Hả? Đâu à? Hả? Cũng chưa nói chuyện luôn. Bây giờ chưa nói chuyện luôn, còn đốc cha em bé chưa nói. Tôi lên, quay lại mẹ bồng em bé. Con nhảy chưa nói luôn. Still not talking yet. Em bé đang kiếm ba bà. Em bé làm ba bà đấy mẹ. Em bé không biết nói chuyện là không có xin ba bà được, phải tự đi kiếm. Rồi em bé tìm được ba bà rồi. Hiểu đây không? Rồi tìm được chưa? Không chưa nói chuyện luôn. Sao bị sao? Con muốn gì? Cay. Em bé bị lộ hàng. Em bé kêu cay. Ôi, em bé sao sợ ơi. Còn em bé không? Cay. Con cay hả? Còn bây giờ còn làm em bé không? Hết rồi. Bây giờ mẹ làm em bé nè chưa? Ok. Mommy gonna be the baby, okay? Okay. Nhỏ dỗ đó, em dỗ em bé hay sao? Mẹ làm bé. Mẹ làm bé không? Sữa. Bé này biết nói chuyện. Sữa. Em bé rồi nha. Sữa. Thank you. Ba bà, sẵn bà uống luôn. Ba bà. Spicy. Ba bà khác. Kiếm người ba bà khác. I'm doing everything she does. Ngọc đang làm tất cả mọi thứ mà nó làm chung với Ngọc. Show her where she's going to find the iPad. iPad. Baby.
Give her the iPad next to you. Okay. I bet. Thank you, mommy. Em. Okay. Em kia. Ba bà mất tiêu rồi. Đánh gì? điện máy xanh. Ok. Đó rồi, mỗi lần rồi bấm điện máy xanh. Không điện máy xanh nữa. Anh à. Ok. Không biết được bấm. Gigi, mẹ muốn coi Gigi. Ô lộn, em bé muốn coi Gigi. Okay. bấm Gigi. Không thích cái này. Không. con cái khác. Con làm mẹ y chang vậy, bây giờ mày chơi lại coi này nghe chơi. Coi khác. Không. Không có cái này nữa. Dục iPad. Không coi bên này nữa. Không chịu đâu. Ba bà khác. Muốn ngủ. No. Dạ cơm. Hả? Muốn ngủ. Yeah. Em bé muốn ngủ. Ngứa đầu. Okay. Nữa. Okay, good, that's enough. Đó là tất cả những gì mà nó hành Ngọc đó. Tất cả mọi người coi á. Chắc mọi người thấy Ngọc giả em bé giống như cô khùng vậy đó. Nhưng mà muốn cho lại cô chú coi lại cái cảnh mà chay hành mẹ như thế nào. Rồi nói chung là cũng có cố gắng, đâu có gì cũng được hết á. Tại vì nó đòi Ngọc là Ngọc cho. Bây giờ nó làm là y chang vậy là cũng là copy là đúng 100% luôn á. You know, it was really funny. Yeah, it was. Right. Well, đó, well, ba chơi về rồi, no, cô chú close. Ơi. Not too close. Giờ là you have to have some space. Bây giờ chơi đua xe. Ba chơi về rồi. Ba về là tới giờ đua xe tới nơi rồi đó. 2, 3. Wow, I got it. Oh, wow, good job. Get it? You're right. 1, 2. Wow. Mạnh lên. Okay, retry. Thử lần nữa, mạnh lên. Back on the carpet. 1, 2. Wow. Oh, no. Okay, I got it. Rồi. Tiếp đi, chiếc nữa. Woo! Oh, good job. Now this one. Here, before you go all wild, here. Here, try it like this. Go like this. Now try this one, right, that way. Ew. I love it when you call me. Huh? I love it when you call me, senorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is all love. Wow. It's true love. Wow. Hát đi chứ tự nhiên đang hát wow. Oh, you see the lights? Like what? They cut the finger, right? No, let JD explain to you. Okay, to explain it again. Con kể cho ba nghe coi con ghê ghê làm gì. Ghê ghê sao? What did he do, JD? What did he do? Tell daddy what happened. Oh, so he cut the finger? Broken. Broken? Yes,
What? What? On the floor? On the floor? The finger fell on the floor? Yes. Was it scary? Yes. You want a monster? Okay. Oh. Okay. Did you scare? Were you scared? Were you scared? Oh, okay. Oh, yeah. Oh, you was hiding. Oh, okay. Rồi nó kể cho ba nó nghe câu chuyện. Mà nếu mà cô chú nào mà hiểu tiếng Anh á, là cái câu chuyện này là không ai hiểu hết. Ờ, nó sợ. Ờ, nó diễn tả là nó sợ đó. Ờ. Scare, scare. Yeah, you were scared. Okay. Kể ba nó là nó con ghi ghi. Are you okay now? Con ghi con ghi ghi cắt tay. You're okay now? Đó, cắt tay luôn đó. Yeah, it was on the floor? Yeah. Oh. Yeah. Okay. And this is why I can't get work done at home. Oh, okay. It fall on the floor? JD, you keep telling the story 10 times already. Yeah, 10 times. She wants to make sure I understand completely. Oh, yeah, yeah. On the floor. I see. Here, go get the finger on the floor. Con ghê ghê cắt tay xong rồi đứt tay luôn. Mà nó kể tiếng Anh không ai hiểu luôn. Nó kể tiếng Việt, nó kể được. Còn nó kể cho ba nó tiếng Anh, nó không biết nói tiếng Anh. Daddy, daddy, your finger is broken. Sao rốt cần sao kêu kêu ba nó đó không hiểu con nói gì chơi ơi finger là ngón tay đó okay. Finger cut? Broken? Okay, broken. They are like it. Oh. Rớt dưới sàn hả không? No. It fell on the floor? It fell on the floor. Yeah. Ah, it fell on the floor. Mm. That was scary. Ghê quá. Wake up, Daddy. No, say, Daddy, listen to me. Listen to me. Don't mind. Daddy, listen to my story. Story. Yeah. Yeah. Please. Out. Let's see your finger. No, tiếng Anh. Tiếng Anh của chay chán quá chay. Chay nói mà không ai hiểu. Ba nó nói thì nó nãy nó hiểu hết á, mà khi nó nói lại nó nói không được. Okay. Daddy, wake up, ý nó kêu ba nghe con mà nó kêu Daddy, wake up có nghĩa là ba ngủ dậy đi, thức dậy đi. Daddy, wake up.